Tân Vlog ở Bắc Giang. Gần như mỗi ngày kênh bà Tân Vlog đều cho ra một món ăn mới, thu hút hàng triệu lượt xem. Nhà bà Tân ở xóm chùa thuộc xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cũng vì thế mà nườm nượp khách ra vào, chủ yếu là những người trẻ tò mò hoặc hâm mộ người phụ nữ này. 3 giờ chiều, bà Tân và các con bắt đầu nhóm bếp làm món mới. Phía xa là căn nhà cũ của gia đình bà được xây từ năm 1992. Khoảng sân rộng là nơi bà Tân nấu ăn để cho ra đời các clip phục vụ 2,5 triệu lượt người theo dõi trên kênh YouTube. Hiện tại, những món ăn của bà Tân được thực hiện theo xu hướng khổng lồ, siêu cay. Hàng ngày, ngoài việc nấu ăn quay clip, bà Tân vẫn nuôi lợn, làm ruộng. Căn nhà ba tầng này được mẹ con bà xây từ năm 2009, mỗi năm lại hoàn thiện một hạng mục từ tiền tiết kiệm của ba mẹ con.